Đang ở phòng cấp cứu nha các bạn. Dạ, bữa nay thì giấc bút giờ sáng quý vị, sư phụ bắt ghế gắn bóng đèn này và bị chợt ghế quý vị. Hiện tại thì thầy té và ba sườn nó bị bầm sưng và cái đầu quý vị, cái đầu nó cũng sưng lên, cho nên là chúng ta chuẩn bị đưa thầy đi bệnh viện nha các bạn. Đây, đầu của sư phụ sưng như này các bạn, ngay chân cái ốc luôn, bị đập xuống các bạn. Cái này nhức đầu không thầy? Nhức đầu. Dạ, phải đi chi ti đó thầy. Nguyên cái quần ở sao luôn các bạn, sưng dù luôn. Sưng lắm thầy. Sưng nguyên một cục. Cái này phải đi chi ti, qua bệnh viện xe rác nha các bạn. Bây giờ thầy trò đang chuẩn bị lên đường các bạn ơi. Đang chuẩn bị thay áo cho thầy, còn ba sườn nữa các bạn, chỗ này nè. Nó bị sưng chỗ này nữa các bạn. Rồi, giờ chuẩn bị lên đường các bạn ơi. Giờ sư phụ đã tới bệnh viện Sa Đéc quý vị, và sư phụ đang khám bệnh trong khoa cấp cứu nha quý vị. Bây giờ thầy đang khám bệnh phía trong. Trong đó thì chúng ta không có tiền để quay phim chụp hình đâu người. Ở nhà mới nhức đầu á. Cái lưng đây nè, cái lưng luôn đây. Bao nhiêu con coi tới? Để cắn đường đấy. Có khó thở gì không? Cũng dễ, dễ được. Giờ nhấc cái đầu. Hiện tại khám á thì không có thấy dấu sọ não, không có thấy dấu sọ não, chỉ chụp X quang thôi. Dạ. Còn lo lắng chụp CT á thì đăng ký chụp siêu cầu. Quay phim nó gì không? Dạ. Đang quay phim nó gì không? Có quay thầy. Không quay phim gì chấm nha. À, dạ. Giờ sư phụ đi chụp hình với đi CT nha các bạn. Đang chờ bác sĩ trở đi CT. Và sáng thầy cũng bị tuột đường nữa.
Ba sườn còn đau không thầy? Đau. Chết. Dạ. Trên đầu cái này sưng hơn đó thầy, sưng cục lớn hơn. Nhiều hơn. Vậy. À, thầy sáng khoảng 4 giờ đó các bạn, ra phía trước chánh điện thấy hơi tối đó, rồi thầy gắn thêm bóng đèn và bị trật ghế các bạn, và thầy té xuống dưới nền gạch ba sườn dưới đầu thì bị sưng. Giờ để chúng ta vô bệnh viện của thành phố Sa Đéc để khám bệnh cho thầy. Và buổi sáng thì thầy chưa ăn uống các bạn, thì bác sĩ khám thì thầy bị tụt đường, cho nên là phải uống trà đường thêm để cho tăng cái lượng đường lên các bạn. Và cũng đang chờ bác sĩ để đưa đi chụp hình và chụp CT luôn các bạn, và chụp ba sườn của thầy để xem có gì không nha các bạn. Thầy hiện tại rất mệt. À, giờ thì chúng ta đi các bạn. Phía sau cũng rất là nhiều người đi cùng nha. Ô ô ô. Rồi rồi rồi. Rồi đậu đi, đậu đi, đậu đi. Ở đây thì đợi các bạn, phía sau cũng rất là nhiều người đi cùng với thầy, cùng đi chụp hình. Chụp hình xong bác sĩ khám như thế nào rồi mới cho thầy đi CT. Và chúng ta cũng đã đăng ký là CT cho thầy luôn, nhưng mà bác sĩ nói để khám tổng quát trước rồi sẽ đến CT sau nha các bạn. Hiện tại đầu thầy đang nhức các bạn. Nhức đầu hả thầy? Tại vì té nó chấn động phía sau các bạn, cho nên là thầy đang nhức đầu. Thầy uống trà đường thêm để nó đang tụt đường đó thầy. Phía sau sư phụ là cũng rất là nhiều xe luôn nha các bạn. Tên bệnh viện mới hay sao quá. Lên và từ phẫu chụp hình ít quá. Đây phía sau thầy cũng rất là nhiều xe rồi.
Rồi thầy đã vô phía trong rồi các bạn. Thầy đang vô pha 1 chụp hình ít quá. Còn lạnh không thầy? Thầy còn lạnh không? Nhiệt độ này không chịu nổi. Vô đó mà nó lạnh rồi. Thầy đang ở phòng chụp hình nha các bạn. Ở đây đang đợi các bạn. Sư phụ này chụp hình bên đây, rồi chụp hình qua bên đây, sư phụ mới về. Dạ, cái tư hết chị. Nói chung là bên đây với bên đây còn toàn bộ có một chỗ thôi nha. Còn ai mà em kêu tên lần hai để siêu âm thì xong rồi qua siêu âm nha, để họ lộn nha. Nhớ đó. Đây là một anh sẵn nói chung rồi, chụp xong qua siêu âm lại. Bên đây là cô Hồ Kim Xuyến. Chụp hình xong. Vậy là bên đó, CT quá. CT. Nha, chụp hình xong qua siêu âm. Chụp hình đúng rồi. Trần Thủy Hương Hồng, chụp hình xong qua siêu âm. Nguyễn Thị Bé Hậu rồi chụp hình qua siêu âm nha. Nhớ nha, nhớ em kêu tên ai lộn nữa hồi là phải chưa được khai khỏi nó nha, em kiếm hỏi Nguyễn Thị Hậu đâu? Hậu hả? Ừ. Hậu ở đây chứ không phải chưa được khai khỏi chứ. Nguyễn Thị Hậu à? Vậy là sư phụ CT trước. Đó là phòng CT đó các bạn. Là thầy vô CT cái đầu trước các bạn. Vô đây là phải quay lén nha các bạn thông cảm nha. Rồi giờ thầy đã vô phòng CT đó các bạn. CT hồi xưa là tha thuốc. Tha uống thuốc. CT bây giờ vô là nó mất luôn. 128 cái lớp mà đâu có tha thuốc đâu. Tại vì tha thuốc cho cái đó nó dạ lên mình thấy đúng không? Còn bây giờ bây giờ ảnh chưa uống chè. Tiếng mấy năm. Đang thì không lại. Giờ đang trong phòng CT các bạn. Còn Dương Minh. Giờ bên trong đã xong đó thầy, các bạn là đang dẫn thầy ra. Tại vì em quay lén cho nên phải chọn một góc quay nha các bạn. Tại vì quay lén thì các bạn biết đó, trong bệnh viện thì không có cho quay phim chụp hình, cho nên mình cố tình quay lén để gửi đến những thước phim cho các bạn xem.
ra đó các bạn. Chụp CT xong thì thầy chuẩn bị ra bên chụp hình X quang này các bạn. Video phòng chụp hình X quang 2 nha các bạn. Anh Sĩ Ngân đang đợi. Rồi xong các bạn, giờ chúng ta cùng với thầy đi về phòng cấp cứu nha các bạn. Vì ở bệnh viện không có quay phim chụp, không có cho quay phim chụp hình các bạn, nên mình cũng cố gắng hết sức để ghi những hình ảnh này để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Ủa hôm nay là ngày mấy hả Tiến? Ngày mấy? 22 hả? Bữa nay là 22 tây các bạn, sáng 22 tháng 3 năm 2023 luôn các bạn. Buổi sáng này thì thầy cũng bị tai nạn té các bạn, là bắt cái ghế một á, là để gắn bóng đèn nơi tượng Phật, vì thấy tượng Phật ánh đèn đen các bạn, cho nên là thầy mới gắn bóng đèn. Thì không may thì cái ghế nó bị chặt, cho nên là thầy té. Thì trong cái té đó thì thầy bị sưng cái ót phía sau và cái ba sườn ở bạn, ba sườn bên phải, cho nên là thầy phải đi CT chụp hình để kiểm tra sức khỏe các bạn. Thì lúc sáng thầy điện em qua thì thấy thầy nhức đầu, bị sưng phía sau rất là nhiều và nhức đầu nữa các bạn, cho nên là phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quan. Giờ này thì chúng ta đã CT xong và chụp hình xong thì đang đẩy về phòng cấp cứu để chờ kết quả. Không biết là thầy có được cho về hay là nằm lại nữa các bạn. Thì mời các bạn xem tiếp theo nha.